Thôi bây giờ tôi sẽ cố gắng nhận định trận đấu này các bạn, tạm thời hạn chế donate hoặc là tôi sẽ rep donate sau khi phân tích xong nha các bạn. Vào việc thôi các bạn ơi, cũng khá là trễ rồi, anh em vào cũng khá là đông rồi. Giờ tôi ngồi tôi review lại một chút về cái cặp trận này rồi xong rồi tôi sẽ rep donate sau, và trong quá trình tôi ngồi tôi review lại cùng với anh em một chút á thì các bạn hạn chế donate một chút vì nó sẽ bị có thể bị gián đoạn, bởi vì hôm trước tôi cũng nhận được một cái feedback là trong lúc phân tích thì không thấy các cảm ơn donate các thứ, nghe nó cũng hơi nghe nó hơi kỳ một chút. Thế là Ben, hello em, thank you em nhiều. Cảm ơn em. Hello à, hôm nay cháy quá, xem hồi hộp rơi tim. Căng thật sự, công nhận căng thật sự các bạn ạ. Đây là cái game 1 bên phía của T1 đánh với Gen Z, và họ ban pick theo cái hướng là họ cấm đi cái tướng đường dưới để mở ra các đường thắng, mở ra cái đường dưới thắng, nhưng mà họ đánh thắng không được, không nổi. Ok, mình sẽ vào phân tích chi tiết hơn về ban pick một chút. Đội hình bên phía của Gen Z, đội hình các bạn thấy là đánh team fight. Cảm ơn 446 nhá, thank you 446 nhá, anh em hạn chế Chuẩn donate bị giờ bàn này nhá. nước VCL. Hạn chế nha anh em. Cảm ơn thank you bạn, thank you 446 nhiều nhá. Tắt tiếng donate thì mình cũng phải cảm ơn thôi à, nên nó bị gián đoạn á. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Tôi xin phân tích một chút về cái ban pick một chút. Đây là game thua của T1 và họ ban pick theo cái chiều hướng là muốn đánh cánh trên với Irelia. Thực ra tôi thấy là Nightfaker đánh cái kèo này rất là tốt trong xếp hạng đơn, nhưng mà cái đội hình này tôi không thích lắm. Cái đội hình này tôi không thích con Irelia vào lượt cuối lắm. Tôi thích con Azir đánh với Rayton đường giữa hơn, và mở ra một con tướng đường trên khác dành cho Kana chứ không phải Rayton. Vì Kana đánh Rayton cái kèo đánh với Kennen đánh không nổi các bạn ạ. Đánh không thể nào gọi là Winland mà áp đảo, mà là thể hiện cái sự gọi là khó sự sự gọi là áp đảo ở cái khâu đẩy lẻ, hay là con cái này nó là chất tướng nó như vậy các bạn. Tôi muốn pick một con khác cho đường trên của T1 và đẩy con cá sấu ra đường giữa hơn, bởi vì dù sao cá sấu đi đường giữa thì nó vẫn đẩy đường được và nó áp lực cho con Nidalee ra gank tốt hơn, nhưng mà pick Irelia vào nên là mà còn bị gank nhiều nữa, và lại còn có một vài những cái biến số diễn ra tại sứ giả trên do đường dưới phía T1 thua, nên là cái đội hình này bên phía T1 họ pick và họ đánh không nổi, nên là game 2 họ ngay lập tức họ thay đổi ban pick cho các bạn. Họ thay đổi ban pick ngay lập tức và họ win ngược trở lại. Họ muốn đánh early với cái đội hình này thì cũng tốt thôi, nhưng mà các bạn biết là đội hình đánh cấu gì à? Đội hình đánh cấu gì à? Lắp thêm con Irelia vào nó bị lạc quẻ lắm các bạn. Nó giống như kiểu cái đội hình cấu gì mà lắp thêm con Sayah ở khu vực đường dưới, mà cái trận mà bên phía của Gen Z đánh ở vòng bảng á, nó bị lạc quẻ các bạn ạ. Và con Irelia nó cũng bị lạc lõng trong cái đội hình cấu gì này bên phía T1. Và đội hình cấu gì yêu cầu rất là nhiều về khả năng thắng đường. Và những chất tướng phía T1 thì họ lại không thắng đường, đặc biệt là đường dưới họ bị thua đường nặng quá. Với Và lý do thua đường ở khu đường dưới tôi nghĩ là do bên phía của Gen Z có bộ đôi đường dưới đi đường tốt quá. Họ có Ruler với Life đi đường quá là hay đi. Ở ngay cấp độ 1 tôi đã thấy hai cái E của con Thresh nó đẩy hai cái đúp của con Rell ra là tôi thấy bắt đầu hơi khó rồi. Và cái thế lính đường dưới lúc nào nó cũng trở nên rất là khó khăn. Và việc di chuyển lấy sứ giả thì bên phía của Gen Z họ làm tốt hơn nữa. Mà chắc chắn cái đội hình này họ chỉ cần đánh khoảng đi đường mà không thua hoặc là thua ít thôi, họ đánh T5 chắc chắn sẽ nhìn hơn cái đội hình bên phía của C1 rồi. Trong cái bán đấu đầu tiên này, tôi nghĩ rằng họ sẽ cố gắng hướng đến một giai đoạn an toàn. Đội hình của họ là đội hình có khả năng tăng tiến sức mạnh rất tốt. Aphelios, Azir. Và khi đội hình này đã thắng đường nữa thì các bạn tưởng tượng đây là một game khó cho phía T1. Và cái cửa lật nó rất là thấp nhá, cái cửa lật nó cực kỳ thấp, bởi vì chất tướng phía T1 pick nó không phải là chất tướng lật kèo late game. Đội hình này là đội hình đánh thắng lane, áp đảo sớm và kết thúc ván đấu trước khi mà bên phía của Gen Z có được lợi thế sớm. Trước khi bên phía Gen Z có được đồ, tầm 2 đồ trở lên đó. Và để xử lý điều đấy thì cũng không dễ dàng gì. Đây là tình huống duy nhất ở early mà bên phía T1 gọi là lấy được một chút lợi thế, còn họ không đẩy nhanh được những cái lợi thế của mình. Do thứ nhất là đường dưới không thắng, thứ hai nữa là đường giữa thì Faker cũng gặp khó cái kèo Azir với cả Irelia này. Nói chung là BD đánh rất là ổn và BD giữ nhịp cái game rất là hay. Và khi đội hình này bên phía của Gen Z họ đã có lợi thế á. Pha này là Faker đổi tốc biến lấy chiêu cuối BD nha. Pha này là một pha rất là quan trọng mà Faker đã đổi tốc biến lấy cái chiêu cuối phân chia thiên hạ của BD để đánh giao tranh. Họ chấp nhận đánh. Nhưng mà bị một cái là gì? Đường dưới thua quá. Đường dưới thua quá nên con Thresh level 6 rồi. Con Rell chỉ level 5 thôi các bạn. Nếu pha này con Rell level 6 thì tôi nghĩ là có những cơ sở để đánh á. Và đội hình bên phía của Gen Z là đội hình có cái chiều sâu, họ team fight rất là khỏe. Con Kennen đứng chờ sẵn ở cái góc này. Ruler đứng ở đây để bắn và sau đó thì Kennen nó cover. Chiếc cuối này Chả sao mà đỡ anh nổi. Kèo T1 DC KTG 100K.
Còn kèo T1 vô địch LCK 200k Cảm ơn anh nữa ạ, thank nha. you anh ạ, thank you anh Tàu nhiều ạ. Các bạn thấy là ở một tình huống team fight như thế này á, làm sao mà các bạn có thể vào được cái con Aphelios này, con Aphe đứng bắn free. Con Rare pha này mới chỉ level 5 thôi các bạn, con Rare pha này mà level 6 thì có những cơ sở để giao tranh nha. Ví dụ như chiêu cuối Faker hay là chiêu cuối Rare và thêm cả Varus đứng từ ngoài bắn nữa, thì nó sẽ là một cái tình huống giao tranh mà có thể có những cơ sở để giao tranh bên phía của Gen Z. Và đặc biệt là con Azir nó không còn cái R để nó đẩy ra nữa. Thì pha này chỉ là level 5 của Caria, rất nhiều người yếu máu. Các bạn tưởng tượng nếu mà level 6 của Unreal nó có thể tạo thêm một chút CC và thêm một chút sát thương nữa chẳng hạn, thì có thể đã dứt điểm được nhiều người bên phía Gen Z ở đây rồi. Chỉ tiếc một điều là không đủ sát thương và mất sứ giả. Mất sứ giả và thua mạng nhiều quá. Và các đội hình này khi mà con Azir và con Aphelios đã có lợi thế trước rồi á, thì con Azir nó sẽ phân chia thiệt hại liên tục. Tức là con Azir này sẽ không phải là con Azir đứng núp phía sau team để xì à, mà nó sẽ là con make play liên tục đây, cứ đẩy thẳng lên và rờ như thôi các bạn, vì sát thương tiến sau đã quá nhiều rồi. Game này các bạn nên nhớ là bên phía T1 đã cấm con On rồi nha, họ đã cấm đi con On rồi, và con On là con mà có thể đặt vào ban pick ở các game sau được, bởi vì nó đã xuất hiện ở bên phía T1 đã cấm ở tại game 1, thì chắc chắn nó là một trong số những con nằm trong bảy tướng bên phía của Gen Z. Và đánh xoay quanh Aphelios thì con On đứng trên là con rất là đẹp. Ví dụ như game này thay con On vào cái con Kennen cũng là một cái team comp đánh late game cực kỳ khủng khiếp mà các bạn xem LCK nhiều mùa chắc chắn sẽ biết. Bot bị thua lane nha, mid thì bị gank liên tục. Melee của Honor thời điểm này thì cũng không làm được gì nhiều nữa rồi. Cái đường trên ăn được đúng một mạng hạ gục 9-0 đầu xong là bây giờ tịt ngòi rồi các bạn. Bây giờ khó đánh hẳn luôn rồi. Tôi nhìn cái game đấu nó kéo đến đây và nó chênh lệch cho bên phía của Gen Z, tôi thấy bắt đầu game này cực kỳ khó rồi. Với cái lợi thế đi đường như hiện tại của T1, họ không thể nào kết thúc ván đấu sớm được. Rồi khi mà team đang trên thế thắng thì BD liên tục làm mấy pha highlight như này nữa. Nhìn lúc nào cũng là một T1 trong thế rất là khó các bạn. Và họ ngay lập tức thay đổi cái chiến thuật của mình ban pick ở tại game 2. Đây là một cái gọi là sự thích ứng của một đội tuyển trong một cặp BO5 á. Và sự thích ứng này nó sẽ phải xuất phát từ việc gọi là bạn chuẩn bị được bao nhiêu chiến thuật trong một ngày thi đấu. Vì T1 đã chuẩn bị được hai chiến thuật khác nhau, trong đó chiến thuật đi đường thắng đường win game ở game 1 nó đã không được vận hành tốt, thì họ chuyển sang chiến thuật đánh late game với bên phía của Gen Z ở tại game 2. Và đấy lý do vì sao mà những cái ván thắng bên phía của T1 nó kéo khá là dài. Cảm ơn sĩ quý nhé, thank you bạn, cảm ơn bạn nhiều nhé. Thank you bạn ạ. Pha này Honor trừng phạt chết con bùa đỏ xong rồi dính cái án tử xong rồi chết luôn. Trừng phạt cái thế này thì làm cái gì nó cũng sai thôi các bạn. Và cái thế này thì làm cái gì nó cũng sai thôi các bạn. Gen Z đang muốn đẩy đường dưới, T1 đang muốn phục kích đối phương với việc là Faker đằng sau lưng lại gặp nguy hiểm tốc biến. Bên phía Gen Z macro mấy cú này tỉnh thật sự luôn. Họ vào thẳng con Baron kìa, bạn thấy không? Họ ngay lập tức ăn con Baron rồi á. Họ đánh tỉnh thật sự luôn ạ. Con Azir nó khỏe quá. Và cái đội bên phía T1 thì cái tính lật kèo nó thấp lắm. Họ chả có cái công cụ nào để lật kèo mấy cái tình huống giao tranh cả. Cũng không ai xanh đột biến để mà gánh cái team này cả. Tầm này mà nếu mà con Irelia này mà nó tầm 60 70 gì đấy thì có thể á. Nhưng mà game 2 thì có con Gwen các bạn ạ. Họ đã bắn pick khác rồi, con Raten này càng đánh về late nó càng yếu thôi. Combo Raten đi càng đánh về cuối nó càng đuối đuối á. Mà con Gwen game sau là ngon nha. Tôi không hình dung ra cái thế trận giao tranh như thế nào cho bên phía T1 có thể win được cái game này nữa.
nghĩ rằng Gen Z Esports sẽ gặp hơi nhiều khó khăn. Cảm giác là sẽ không ai đụng được người Ruler. Có nhiều thành viên hơn. Game 2 thì phải cần đến một con 200 năm khác để có thể tác động đến con Aphelios này. Là con Gwen. Như vậy là LCK đã xuất hiện tới 3 team đánh late rồi các bạn. Đầu tiên là Nông Sim, hai là Gen Z. Thì cặp chất gần nhất là Gen Z đã thắng Nông Sim bằng phong cách đánh này. Và ngày hôm nay Gen Z bị chính cái phong cách đánh này đánh bại. Đó chính là phong cách đánh late game của T1. Với khả năng kiểm soát macro tốt cộng với khả năng đánh teamfight ổn của T1 về late game. Và điều kiện cần đó là có một xạ thủ late game tốt như Teddy. Azir của BD đang có 3 đồ lớn và cái cách lên đồ của BD cũng đang rất trực quan, nhưng mà thường thì chúng ta sẽ thấy nhiều người chơi Azir sẽ thích lên cho mình tốt đánh để có thể mà T1 này kiểm soát dòng tốt lắm nha. Cái thông số đưa ra là bên phía của T1 kiểm soát sứ giả tốt hơn là bên phía Gen Z, nhưng mà cái cặp ngày hôm nay nó bị lệch các bạn. Cặp này nó bị ngược á. Theo như các cái thông số T1 đưa ra thì T1 kiểm soát sứ giả tốt hơn và kiểm soát dòng tệ hơn, nhưng mà điều đó nó diễn ra ngược rồi. Cảm ơn em cắt một DO 5 cháy thật sự. Cảm ơn Fantian 2013 nhá, thank you ạ. Thank you Fantian 2013. Con Afe tập này đồ rồi đánh cái gì nữa các bạn? Con Afe giờ không ai đụng được một người nó nữa rồi. Tôi không biết là bên phía của T1 sẽ khi mà đánh với bên phía DK họ sẽ đánh như thế nào. Họ tất nhiên là họ sẽ vẫn có hai chiến thuật. Một là chiến thuật đánh early lấy lợi thế sớm cùng với bên phía DK là chiến thuật quen thuộc của cả hai rồi. Hai là chiến thuật đánh về late game của bên phía T1 đánh với cả bên phía DK thì có vượt qua được DK hay không, bởi vì một team đánh late với DK đã thất bại rồi. Nông Sim đánh late và đã thua rồi đó các bạn. Gen Z mùa xuân đánh late là cũng thua. Tất nhiên phong độ của DK mùa xuân thì nó rất là khủng khiếp. Và bây giờ tôi nghĩ rằng cái phong độ hiện tại của DK so với mùa xuân thì tôi không biết là nó có hơn hay không nữa. Phong độ hiện tại của DK rất là cao. Đặc biệt là bộ đôi Cannon Showmaker. Và Ghost cũng đang không còn thua đường quá nặng khu đường dưới để nuôi quái vật nữa. Thì T1 đánh với DK thì họ sẽ đánh chiến thuật. Chắc chắn là sẽ phải dùng cả hai nếu mà gặp khó ở chiến thuật đầu rồi. Chỉ có điều là tôi không biết là họ sẽ tiếp cận một cặp DL5 ở ván đầu thì họ sẽ dùng ngay chiến thuật đánh late hay là họ sẽ dùng chiến thuật đánh early nữa. Và ban pick các bạn thấy là bên phía của Gen Z sẽ không để cho bên phía T1 đánh early cánh trên đâu các bạn. Hoặc là để cho bên phía T1 đánh early cánh trên với những chất tướng không quá mạnh mẽ như kiểu là game 1 này. Họ để đối phương có Irelia, họ để đối phương có Renekton. Và đây là những mẫu tướng mà họ kiểm soát được cái sức mạnh của nó không đi đường. Và chắc chắn là phải cấm con dây rồi. Cảm ơn Vũ Sĩ Quý nhá. Glenwin Game đánh với Gen Z đánh không nổi các bạn ạ. Trên mở ra dành cho bên phía của Gen Z Sport và đây là hai đường dành cho Gen Z để họ ngay lập tức có thể kết thúc ván đấu làm choáng thành công cái Faker cố gắng. Bây giờ nếu mà đánh early thì trừ khi cả hai đánh rất là mở và để nhiều những con power pick xuất hiện á thì tôi nghĩ mà đánh early được. Và Gen Z họ cũng đã thử đánh Wombo combo bằng cái combo Dyna Yasuo, nhưng mà các bạn thấy là Clit thì lại không đánh được con Dyna như là Cannon các bạn ạ. Cannon đánh con Dyna khủng quá. Đầu game ông ấy xanh vãi nồi, xong ông đánh Wombo combo pha nào chết pha đấy, chết người pha đấy. Còn Wombo combo của Gen Z đánh hoài không thấy ai chết cả. Hôm nay chắc là cũng phải cảm ơn bên Danny một chút á. Danny dạy T1 đánh late và ngày hôm nay thì T1 dùng chiến thuật đánh late để đánh bại Gen Z. Tập đánh lết các bạn à, tập đánh lết thôi, chỉ là hạn chế sai lầm giữa game. Thay đổi ngay lập tức game 2 các bạn. Bên phía T1 không còn cấm Ruler nữa. Mở toang ra toàn bộ lượng tướng xạ thủ đứng dưới cho cả hai xạ thủ cùng đánh. Và tất nhiên là bên phía Gen Z vẫn sẽ có được bộ đôi Aphelios và Thresh rồi. Nhưng mà bên phía T1 kiểm soát được dạng lết game. Ở LCK trừ DK trả đội nào đánh The Cwin lên win game. Nếu như mà đánh win game thì có T1 nhưng mà phụ thuộc nhiều vào ban pick á. Và T1 hôm nay thì họ bị cấm dây Viego với Lee Sin, họ không đánh early nổi. Họ không đánh early nổi với cái bộ ba bị cấm như thế này các bạn ạ.
hoặc là họ cũng không tự tin rằng mình có thể đánh early và kết thúc ván đấu được nữa, bởi vì phong độ hiện tại của Ruler đang rất là cao. Hiện tại phong độ Ruler rất là cao và đánh 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 thắng thắng game bằng cách win lane á thì đầu tiên tất nhiên là phải win lane. Và T1 tự nhận thấy là họ không thể nào win lane được, họ không thể nào win lane Ruler với cả Live trong ngày hôm nay được. Ở khoảng thời gian vòng bảng á thì tôi thấy T1 win lane nhiều, họ win lane rất nhiều, đặc biệt đường dưới Teddy của Yoshi game nào cũng win lane. Win lane dẫn rất nhiều tiền, solo 2-2 thắng các kiểu. Bây giờ thì vào playoff thì cái điều đấy nó diễn ra ít đi rồi. Và ngày hôm nay thì bộ đôi đường dưới phía T1 coi như thua lane cả 4 game luôn. Không game nào thắng lane nổi. Nhưng mà họ chuẩn bị cho những liệu pháp về late game. Xin Zhao, một tướng rất mạnh ở khoảng early. Chỉ cần chiêu cuối có là chống chịu rất là ổn. Mặc dù nó bị đập sức mạnh ở một chút nhưng mà cái bán biệt thương nó vẫn hiệu quả quá. Thứ hai là Ryze cộng với cả Gwen. Đây là combo đẩy lẻ 1-3-1 rất hiệu quả dọn mid game. Và đánh teamfight thì Ryze cộng với Gwen cũng sở hữu sát thương về late game rất là ổn nữa. Họ cần một đường thắng early để đánh chủ động hơn một chút ở đường dưới bằng con át này, nhưng mà cuối cùng thì cũng đầu game thắng được một chút, sau đó giữa giữa game cũng thua thôi các bạn ạ. Cũng một đến một cái thời điểm tầm cấp độ 3, cấp độ 4 khi con AFE nó đổi dạng súng á, nó sẽ win ngược. Nó sẽ win ngược cái lane bot. Và lại một game mà phía T1 hình như mất sứ giả nữa. Chỉ có con Zoe này nó hơi lạc quẻ một chút. Con Zoe này là con mà bên phía Gen.G pick vào họ phải trả giá này. Bởi vì bị cấm mất Syndra và Orianna rồi nên là BD mang ra con Zoe. Tại phase 1 thì bị cấm mất con Azir nữa, cấm mất ba pháp sư gọi là thuận tay nhất của BDD và lấy mất con Ryze này nữa. Thì nếu xét về một chất tướng khả năng đẩy đường sớm, có khả năng gọi là có khả năng đánh hòa lane với con Ryze hoặc là đẩy trước con Ryze một chút và tác động sớm đến ván đấu tại sứ giả thì con Zoe là hợp lý rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu mà xác định đánh late game á, xác định đánh late game xoay quanh những vị tướng như này có thể pick một con pháp sư khác như kiểu là con Sylas chẳng hạn, có thể họ sẽ chịu khó khăn một chút ở khoảng early vì con Ryze nó sẽ đẩy rát hơn Sylas rất là nhiều. Con Sylas là con gần như bị counter pick của con Ryze luôn á. Tức là khoảng chừng 3-4 cấp độ đầu con Ryze nó sẽ đẩy không thể còn nào con Sylas thờ nổi. Nhưng mà về late game thì con Sylas sẽ rất là khỏe, lấy được nhiều chiêu cuối đẹp. Và có được một con đánh team fight cùng với Zhaovan, Naafelos, chứ con Zoe này hơi hơi lạc. Con Zoe này đến mid game nó team fight không nổi bạn. Cấu rỉa thì chỉ có một mình con Zoe nó cấu rỉa nên là nó cũng không thấm vào đâu cả. Các bạn thấy cái đội hình bên phía T1 họ không còn Rayton nữa, họ không còn Irelia nữa, họ cấm hết rồi. Và họ hướng đến Ryze, hướng đến Gwen. Đi đường thì có thể bên phía của T1 không hơn được nhiều nhưng mà cái đội hình này cũng không cần phải win lane quá nhiều. Thực ra đội hình này win lane là xong game rồi á. Nếu đội hình này win lane là xong game rồi. Đội hình này chỉ cần hòa lane trở đi là bắt đầu đọ team fight về cuối game. Thực ra đây là một điểm mạnh của bên phía Gen.G, đánh về late game và đánh kiểm soát các mục tiêu lớn là điểm mạnh của phía Gen.G. Nhưng mà T1 cũng là một đội tuyển có kinh nghiệm đánh late game rất là tốt. Họ tự tin rằng mình có thể đánh late game được với đối phương. Đấy, các bạn thấy đường dưới thua lane không ạ? Đường dưới thua lane và farm mid dam này thì ăn không được bao nhiêu lính cả. Đường dưới thua lane bị dẫn trước CS. Đường trên cũng là một kèo đấu mà Kana đánh rất là cầm chừng. Đường giữa có Zoe đẩy trước con Ryze luôn. Có thể gọi là ba đường bên phía T1 đều ba đường gặp khó cả. Ba đường đều gặp rất là nhiều khó khăn cả. Nhưng mà con Zui late game nó không bằng con Ryze các bạn ạ. Pha này là Kera mất nửa cây máu rồi này. Honor còn báo nguyệt thương nhưng mà Faceit bị ăn án tử chết này. Đó. Những cái thông số đưa ra trong việc T1 ăn sứ giả nó chỉ là cái thời đại bọc bảng. Lúc mà họ đánh win lane win game thôi các bạn. Lúc họ đánh win lane win game thì họ có thể ăn sứ giả. Và nó cho thông số là T1 kiểm soát sứ giả rất là tốt, còn Gen.G kiểm soát rồng rất là tốt. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà T1 chấp nhận đánh một cái đội hình xoay hoàn toàn sang dọn late game như thế này thì họ mất hết sứ giả. Gần như hai game đầu mất hết sứ giả cho bên phía Gen.G luôn. Hai mạng bonus thêm, trong đó có mạng chính công đầu cho con Thresh và một mạng cho con Afe nữa. Đánh đến dọn giữa game tôi nhìn vào game này tôi chỉ thấy là game này nếu thắng thì chỉ nhờ Kana thôi. Chỉ nhờ Kana có thể thắng cái game này thôi các bạn. Pha này bên phía T1 gỡ được mạng khá là tốt. Có Xin Dao, nếu như không phải là con Xin Dao mà con khác, con pha này tôi nghĩ là có thể nó sẽ chết rồi bởi vì không có con nào mà lỗi như con Xin Dao cấp độ 6 hết đó. Đây là tiền đề cho tất cả đấy các bạn. Ba ma hạ gục dành cho bên phía T1 trong một tiếng đâm rất sâu.
hai mạng cho Kana. Pha này T1 mất trụ bot vì có sứ giả mất hai mạng nữa nha. Mất hai mạng nữa nha các bạn. Đánh đến cái thời điểm phút thứ 13 này, tôi thấy là bên phía của T1 nếu như game này muốn thắng phải dùng 1-3-1 để đẩy ở giữa game và hold cái thế trận lại cho nó chậm lại một chút. Và hướng đến một game đấu đánh late game với con Gwen đang rất là xanh như thế này. Con Gwen thực ra nó gánh được. Nếu các bạn có xem cái trận vòng bảng đánh với Africa các bạn, con Gwen là con mà bên hôm đấy Kana đánh rất là hay. Và con Gwen này nó không sợ con Aphelios các bạn ạ. Và cũng hơi xui cho Gen Z là cái ý định Rush Baron là ý định rất là hay. Nhưng mà ý định đấy là đi qua con mắt của T1. Thế nên là cũng không biết phải nói với pha đấy như thế nào nữa. Nếu như pha đấy mà không có con mắt đấy thì T1 có thể đã mất con Baron rồi. Nhưng mà cái đột biến đấy từ con mắt mà phát hiện ra pha Rush Baron của Zavan với Aphelios chí quá. Cái pha đấy nó là pha gọi là bước ngoặt. Pha này thì bắt được BDD, BDD không có flash vì mất flash né R trước đó đứng giữa. Gen Z ăn được hai rồng và bắt đầu họ bỏ hết những con rồng sau. Họ để cho bên phía T1 stack lại tới 4 con rồng gió các bạn ạ. Con Gwen đến hồi chiêu cuối nhanh quá. Gen Z cũng biết troll game đấy chứ các bạn. Gen Z biết troll game đấy chứ. Đánh không troll đời không nể anh em ạ. Họ troll hai pha rồi đấy. Rõ ràng là cái đội hình bên phía Gen Z tăng tiến sức mạnh ổn. Họ lại còn có lợi thế sớm nữa. Họ có sứ giả. Họ có hai rồng. Họ có trụ bot. Họ có mạng hạ gục nhiều. Cảm ơn Fan T1 nhá. Thank you bạn. Pha này giết được cả Faker, lấy được cả đồng hồ nha. Lấy được cả dịch chuyển của Kana nha. Tôi không biết là Gen Z họ có bị tâm lý gì hay không, nhưng mà sau cái game thua này thì họ... Thực ra sau game thua này họ vẫn đánh vẫn ổn, nhưng mà cảm giác nó cứ mỗi lần mà đánh với T1 Gen Z lại thấy sai sai gì đấy các bạn ạ. Cái lợi thế nó khủng khiếp đến như thế này rồi. Xạ thủ bây giờ tranh một đồ lớn các bạn ơi. Cái lượng tiền đến từ con Aphelios nó từ trụ á, nó nhiều quá. Và đồ rất là nhiều luôn. Mấy pha đánh team pha này bên phía Gen Z đánh. Nếu như pha đấy mà live tốc biến á thì dễ bom đồng đội lắm. Mà ông ấy không tốc biến thì ông ấy bị CC, ông không tỉnh nổi. Pha này bên phía Gen Z có thể chấp nhận bỏ một con rồng này để giữ thế trận nó an toàn hơn một chút, nhưng mà họ bị say mồi con Afe này quá. Ruler về pha này đẹp rồi á. Ruler về giữ hai spell pha này đẹp lắm luôn rồi á. Coi như lợi thế đi đường không có nhiều nhưng mà đánh an toàn thôi cũng được. Mà pha này ông Ruler ông ấy mất hai spell các bạn ạ. Chính từ cái khoảnh khắc mà Ruler mất hai spell là bị phía T1 Snowball này. Đây pha này là pha mà Ruler bị dính cái đại băng tiễn đây mà Teddy tỉa pha đại băng tiễn hay thật sự luôn á. Mất cái lồng đèn cho con Zui rồi kìa. Afe dính cái đại băng tiễn trúng và Ruler bắn được mỗi cái R sau đó thì chết. Đến game 3 như bên phía của Gen Z phải cấm con Leona này. Carry mở con Leona này, cái con Leona này mở ghê quá. Và đứng bên phía T1 như tôi đã phân tích thì họ có cái công cụ để bật lại. Họ có Rai, họ có Gwen, họ có khả năng mở đến từ Teddy và Carry, mặc dù Teddy Carry thu đường nha. Và early ăn được 6 mạng thì con Leona ăn tới 3 mạng cơ. Nhưng mà họ vẫn tìm được những cái tình huống mở giao tranh rất là hay bằng cái đại băng tiễn. Các bạn nhìn con Gwen kìa. Con Set đi đường early tôi nghĩ là không thua con Gwen đâu. Con Set là một con đấu sĩ đường trên mà đi đường nó rất là mạnh.
và khả năng Đây tay sẽ đôi là ở một khoảng cú thời gian ban đầu nó rất là bá đạo luôn. đá liệu có một Nhưng mà tầm này đánh cú Vân Nguyên đá đánh không nổi. khó với linh hồn dành cho Tầm Thiên Thần này sẽ trang bị giờ là đánh Vân Nguyên đánh không nổi các bạn ạ. bên phía của Với Thiên cánh Thần đẩy sẽ lẻ là phía Siêu một An cứ đẩy thoải cú đá mái. ở dòng Con biên Duy là một con không thể nào bây giờ với đẩy lẻ Thiên Thần nổi. họ cần phải Rồi có set đẩy lẻ cũng không hơn được ai đánh nữa. khỏi một linh Rồi hồn pha đá này các bạn thấy liệu con cũng có quen, nó thể vừa cắt phá chiêu được cuối là không tốc biến ta. chạy hàng loạt đúng không ạ? Anh ta bắn rồi, anh ta không dám đứng lại để gây sự tập trung, anh ta phải tốc biến để bỏ chạy khỏi vị Kana. trí của Kana. Che thành công đại bằng tiến nhưng mà sau đó là một tiếng vòng xoay không gian ra đến từ Faker. Pha này Sau Faker đó phần là dùng một R và chỉ cho hỗ trợ cho chết Thiên hai Thần ông ở phía nhưng sau luôn. đã phải nằm xuống hai người double kill có cho Ruler. Họ đổi thành công hạ gục với các thành viên bên phía của Zenji khi mà Kana cũng có double kill. Và Mà sau tôi đó rõ ràng là tôi thấy con một Zui tiếng nó vang bị lạc quẻ lớn từ quá. rút lui đến từ BDD. Ruler BDD rút lui thành công 2 đổi 2 trong đúng vừa rồi. Faker anh ta sử dụng vòng Chắc xoay chắn là và càng ngày nó sẽ càng bị đuối farm sau con Ryze thôi các bạn ạ. À. Bởi vì đẩy lẻ nó không có đẩy nổi. Kể cả nó mang dịch chuyển, sách phép hay cái gì chăng nữa thì nó không đẩy nổi. Có dây chất tứ nó không cho phép nó đi đẩy lẻ đâu các bạn. Con Sylas thì ok. Những pháp sư như là Ryze, Orianna hay Sylas ít nhất là còn đẩy lẻ ổn ổn. Pha này bên phía của Zenji đã ăn Baron trên tầm nhìn rồi nha. Con mắt mà TP á, con mắt TP chính là con mắt phát hiện ra Pharos Baron này nha. Và con quen pha này là nó 4 đồ rồi thì phải á. Nó đã về mua quỷ thư Bolero với đồng hồ rồi á. Ảo. Tự nhiên có pha này nó lật cái game ghê quá. Nếu mà không có pha này thì tôi nghĩ rằng game đấu nó sẽ còn kéo dài hơn một chút. Nhưng mà sau cái pha này thì bên phía T1 vươn lên dẫn trước nhiều quá rồi. Mà con quen kìa, nhìn đồ này các bạn kìa. 4 đồ, 32 phút 4 đồ. Nó làm tôi nhớ đến cái trận gặp Africa ở vòng bảng á, cái trận mà con Gwen của Kana mở giao tranh cùng với con Trundle ấy các bạn. Con Trundle cộng với con Leona là hai con mở mà con Gwen này nó cắt rất là vào máu luôn đó. Mà rõ ràng phần đấy là con Gwen nó dùng chiêu cuối ở đường giữa rồi mà nó lại hồi kịp. Một con mắt mang lại một cái thông tin nó quá là hữu ích. Rồi nhìn con Afe là vẫn rất là ghê nhưng mà so với Gwen thì không bằng. Thì may ra nó mới thành công. Đây là lý do vì sao mà chúng ta bốn rồng gió rồi các bạn. T1 đã có sự thay đổi so với game đấu đầu tiên rất nhiều. Họ sở hữu những chất tướng đánh về late game mạnh như Ryze hay là Gwen. Điều đó giúp cho họ vẫn đang có được. Những con như con cá sấu nó sẽ không làm được những pha như vừa rồi đâu các bạn. Những con như cá sấu nó phải thắng đường, nó phải có lợi thế rất là nhiều để khởi động Baron mấy pha như vậy chứ không phải là để phản công mấy pha như vậy. Phía của Zenji đang co cụm để phòng thủ trụ khu đứng giữa và tình huống vòng ra phía sau đến Drasco liệu rằng có thành công hay không đây, anh ta bị lộ vị trí rồi thì phải, anh ta đi ngang qua bắt kiểm soát của bên phía T1. Thanh tẩy của Ruler đã được dùng và đó là một tiếng bắn đại bằng tiện để gây sức ép đến từ Zeddy. Và tôi không biết rằng game 3 diễn ra thì bên phía của Zenji có muốn cầm những vị trí à. Kana nay hụt xe nhiều quá và tôi thấy rằng giờ mới để ý nay Kana xem hụt xe hoài. Pha này thì Rascal hình như thiếu tiền để up cái giáp gai hay sao á. Ông ấy đi, ông ấy ăn ba con sói ở trong cái bối cảnh bị mất hết trụ các bạn à. Hình như ông ấy, ủi thiếu tiền lên giáp gai thật các bạn à. Ông ấy thiếu tiền lên giáp gai xong ông ấy lủi ra ông ăn sói á. Mà đánh lúc này thì team fight lúc nào nó cũng sẽ khó rồi các bạn ơi. Xanh quá, con quen xanh quá các bạn ơi. Một cái giáp thiên thần hai cái đồng hồ nữa, mấy pha băng trụ dễ quá. Sát thương kìa. Game này tôi đánh giá cao cái lượt pick Brom của Caria. Đây là một lượt pick chặn đầu được con On phía bên kia và đẩy Zenji vào một con Kermil. Con Kermil này nó bị thua ở khoảng early nhiều quá. Con Kermil của Rascal bị thua early nhiều và còn feed mạng cho Teddy một mạng nữa. Khả năng đi đường bên phía Zenji hay ở cánh dưới này này, Ruler với Life này, vẫn win lane các bạn ạ, vẫn win lane, vẫn đè lên Teddy ổn. À, con Syndra này đi đường thì tất nhiên là ở early thì nó cũng áp được con Ryze một chút. Nhưng mà con Kermit lượt slot pick này nó bị yếu quá.
đấu giữa Na và Kirby sẽ ra sao. Và game này thì cũng suýt chút nữa là thắng. Suýt chút nữa là thắng cho hai bên luôn. Jazzy Esports có một cái đội hình mà có khả năng bắt chết những chủ lực đúng như chúng nói, không có độ cơ động cao, dạng kiểu dry hay... Và đánh lết đội hình bên phía Tion vẫn rất là mạnh nha. Trong những game đấu mà có những sự bất lợi ở khoảng thời gian ban đầu của họ, họ vẫn có thể... Về tính chất thì các bạn thấy rồi, họ không còn đặt nặng cái tính win win game nữa. Nhưng mà những cái con tướng họ pick cũng cần phải có được một dạng đi đường không được thua quá nhiều nha. Bây giờ con Na nó phải đánh được với Kirby hoặc là con Rai nó phải ít nhất là phần nào đó hòa hòa với con Syndra một chút. Nhưng mà vẫn có những sự chênh lệch landing đến từ bên phía của Gen Z trong ngày hôm nay, đặc biệt là đường dưới. Game nào cũng đi land rất là hay. Các bạn nhìn cái land dưới lúc nào CS của Teddy cũng thua á. Chuyển để có thể tấn công. Kana nhảy được về, anh ta vẫn đang cố gắng để công thời gian nhưng bung đâu sức mạnh kết hợp với tan kẻ yếu. Pha này Kera dùng dịch chuyển lên cánh trên thì Teddy chết ở đường dưới luôn. Nhìn chung tình huống này T1 đổi lời được mỗi con sứ giả và hy sinh rất là nhiều lợi thế đường dưới của Teddy nha. Pha này Kera xử lý gọi là mắc ping về kỹ năng rồi. Rất kịp thời từ Kera và Rasku mới đang là người có thể gặp nguy hiểm. Anh ta Kera thất bại với tình huống tốc biến để có thể giữ chân Rasku. Không cho Rasku đủ dùng bóng bị thân bỏ chạy và điểm. Pha này Honor giết được BDD. Chung quy lại tình huống này là 2 đổi 2 khi mà Teddy chết ở đường dưới. Lời hơn trên T1 ở con sứ giả. Tôi chỉ thắc mắc là pha này thì sau khi giết Teddy xong tại sao click không ăn rồng thôi. Hình như là click chạy thẳng lên ăn sứ giả thì phải á. Tính chạy thẳng lên để tranh chấp sứ giả không. Lên đâu kịp đâu ta. Không ăn rồng các bạn là còn có rồng lửa. Đầu tiên không ăn Teddy mất 2 spell. À mất 1 spell. Mất rất là nhiều giáp trụ. Và T1 chỉ lời con sứ giả. Nhưng mà con sứ giả này triệu hồi không hiệu quả luôn này. Con sứ giả đấy không mang lại trụ một đứng trên cho phía T1 nha. Đó là con sứ giả mà chịu hồi lỗi đến từ Honor. Nên là coi như cái đợi thế ở tình huống 2-2 trước đấy là nó... Nó có cho phía T1 một chút cánh trên nhưng mà... Cánh dưới thì bị lủng nhiều quá. Bị lỗ hẳn cái cánh dưới luôn đó. À pha này có thêm cái tên lửa đạn đạo từ đường dưới lên khá là hay của Teddy. Nó trúng vào Rascal. Thế nào ông Sniper trúng vào Rascal. Chết luôn Kermil rồi. Nói Kermil là đầu game nó chết tới 3 xác cơ. Bây giờ Kermil này xuống dưới chết thêm một mạng nữa này các bạn này. À, pha này dịch chuyển lỗi của Faker mất luôn trụ bot. Con Aphelios này nó không có mạng nhưng mà nó có tiền từ trụ nhiều lắm nha các bạn. Con Afe này vẫn farm tốt, có tiền từ trụ một đường dưới, có tiền từ trụ một đường trên luôn. Nó lên đường trên ăn thêm lớp giáp trụ cho con Afe này luôn các bạn ơi. Nó lên đường trên ăn hình như là 3 lớp giáp trụ ạ. Nhưng mà ông Rascal này ông đánh ẩu, ông bị solo kill. Chắc là không tính được cái khu phong linh của Teddy á. Pha này là một trong số những pha mà Teddy trở lại này. Ăn được CS trở lại, ăn được thêm mấy lớp giáp trụ. Đi đường bị con Afe ấy đi dữ quá. Rồi ăn thêm được mạng ông Rascal, ông TP ẩu nữa. Trợ thêm sát thương đến từ Rascal. Life cũng như là Crit cũng đang lởn vởn ở quanh. Tôi nghĩ rằng nếu mà Crit ăn được một con rồng nguyên tố đầu tiên nó sẽ làm chậm những cái mạch rồng bên phía T1 đi rất là nhiều á. Mà pha đấy Crit chạy vòng vòng và không ăn được con rồng. Người bị kẹt lại là Carry, anh ta bốc hơi ngay tức. Đứng dưới đó là pha tốc biến dứt điểm solo kill dành cho người chơi xạ thủ của T1. Nhưng ở cánh trên thì cú đâm vào đến từ Carry đã giúp cho bên phía Gen Z gỡ được một mạng hạ gục. Và cũng đánh đổi đến từ cả hai bên, tôi nghĩ là ngang nhau. Đường dưới T1 có thể có trụ, nhưng cái trụ cánh trên bên phía của T1 bây giờ nó cũng sẽ tưởng về bên phía Gen Z. Và nó sẽ nằm trong túi của... Sao mà con Kirby lại để con Zing solo kill được? Ảo ha. Con Kirby đấy là con Kirby TP rất là ẩu luôn á. TP thiếu máu mà lại còn đáp xuống xong ăn full combo chết. Ẩu thật sự. Tiền vẫn thua bạn thấy không? Con Afe này không ăn mạng nha. Con Afe này không ăn mạng mà vẫn hơn Teddy vài trăm tiền luôn. Và vẫn tầm 7.000 tiền sau 15 phút. Vẫn là Aphelios rất là xanh. Cái đồ thị tiền đấy. Hai bên gọi là thay nhau throw game. Và Live cũng đã phải tốc biến sau một tình huống mà anh ta bị dính dòng chảy ma pháp đến từ Faker.
một tình huống ép lùi đối phương ra đến từ bên phía T1 và tạo khoảng trống cho Tech. Phát này có thể ra ăn rồng 2 nha. Phát này bên phía của T1 có thể ra ăn rồng 2 nhưng mà họ không ăn. Họ đi ăn trụ và sau đó thì không còn đủ lượng nộ Kana để ăn rồng nữa. Giao tranh vừa rồi từ cả hai đội. Và Kera mất flat QR nữa nên là pha này quay trở lại giao tranh đến từ các thành viên bên phía của tốc biến sử dụng đến bên trái và đã luôn bằng điện trận đến từ Kera. Game này nói chung là xem rất là đau tim. Game này khi mà nhà chính mỗi bên còn có một chấm máu các bạn. Có thể thua bất cứ lúc nào nhá. Game này làm tôi nhớ đến cái game mà Suning bị thua Rogue Warrior các bạn à. Tôi chỉ sợ bằng một cái cách nào đó bên phía của một trong hai sẽ backdoor. Game này bên phía của Genji bị một cái là gì? Là con Syndra cộng với con Kermil đẩy lẻ không nổi. Con Kermil đẩy lẻ thua hơn Gna vì nó chết nhiều quá. Kermil chết 3 mạng sớm. Rồi con Ra đẩy lẻ nó cũng khỏe hơn con Syndra nữa. Syndra nó là con pháp sư không có cơ động và nó không dám đẩy lẻ. Và bắt buộc trên phía Genji phải đánh những cú như thế này. Đánh những cú như thế này để ép dịch chuyển của Kana và phá cái thế đẩy lẻ. Nhưng mà trước khi dịch chuyển đó, thì Kana đã đẩy lính vào trụ rồi. Và nó khiến cho cái đợt lính đường dưới bên phía của Genji mất đi rất là nhiều. Và từ từ nha, từ từ cái nó giống như con Zui vậy. Nó từ từ nó sẽ tạo nên chênh lực lính ở hai đường giữa. Khi mà một trong hai bên một con nào đó không có khả năng đẩy lẻ, nó sẽ bị outset từ từ theo thời gian. Nó giống như cái game vừa rồi các bạn sẽ thấy là con Ra nó sẽ hơn farm của Zui. Và game này con Syndra nó cũng sẽ bị out farm. Nó cứ từ từ theo thời gian nó sẽ tách lại từng cái đợt lính một. Và nó sẽ có những sự chênh lệch về lính về late game cho bên phía T1. Và họ phải ép dịch chuyển để phá thế đẩy lẻ bằng những tình huống như thế này. Nhưng mà ăn không đủ nhanh. Và T1 có tầm nhìn và họ khép góc ăn thêm trụ hai đường giữa nữa. Mấy pha macro này là mấy pha macro bên phía T1 họ đã đánh cực kỳ bình tĩnh đấy nha. Họ không bị cuống nha các bạn. Mấy pha này mà cuống xử lý lỗi là thua game chắc luôn đó. Đánh rất là bình tĩnh, check từ từ, check bằng chiêu cuối on ride, sau đó thì di chuyển về đường giữa khép góc ăn trụ. Nhưng mà bị mất cái dịch chuyển sẽ mất khoảng thời gian rất là dài để có thể tiếp tục cái thế đẩy lẻ đấy thêm một lần nữa. Còn bên phía Genji thì họ hài lòng với việc lấy cái dịch chuyển của Kana. Bây giờ con Na có Na khổng lồ có khả năng đẩy lẻ đường dưới là ban đầu bên phía T1 thiết lập lại cái thế đẩy lẻ lại. Năm trụ sau 30 phút cứ từ từ đấy các bạn, cứ từ từ từng tí một từng tí một. Cho Kana đẩy lẻ cánh dưới áp lực rất là lớn. Pha này thì BD đã bị mất một lượng máu rất là lớn rồi. BD bị ăn một đòn đánh cứ từ cái đại bác các bạn. À, có một điểm là Honor trừng phạt thì không được tốt lắm. Honor thì hiếm khi thấy Honor cướp Baron hay cướp mục tiêu mấy pha như này lắm các bạn. Nhưng mà pha này bên phía Genji tự làm mình khó vào một cái thế giao tranh nó không được đẹp. Và Teddy pha này xử lý ghê quá. Con Syndra chết mà nó vẫn để là cái ý lực nhìn ảo ha. Rudo chết chay các bạn thấy không? Faker chụp vào thẳng giết luôn. Nhưng mà còn ông Kermil này nên là không end nổi. Nên là game này nó hơi dài. Thời điểm đấy con Zing nó 3 đồ và con Syndra mất tới nửa cây máu rồi. Đợt lính bên phía Genji ra kịp. Đợt lính bên phía Genji ra kịp để con Kermil nó búp Baron nên là không end được đâu các bạn. Này ngay cái thời điểm này là con lính nó xuất hiện này. Hai đợt là đằng khác, không thực ra là ba đợt. Thế nên là bên phía T1 không end được. Và nó khiến cho game đấu nó kéo rất là dài khi bên phía T1 suýt chút nữa nó để thua cái game này luôn. Nếu mà thua game này thì nghe nó hơi mệt đấy các bạn. Nhìn chung thì bên phía của Genji họ có một cái điểm lợi ở cái tình huống này đó là họ ít nhất là ăn được con Baron. Chứ chưa đến mức tảm mạng. Còn nếu bên phía T1 ăn được Baron pha này là game này end rồi. Nếu mà T1 ăn được Baron pha này là end rồi các bạn. Chắc chắn là pha đấy đẩy thẳng và kết thúc ván đấu rồi. Nhưng mà vì bên phía của Genji ăn được. Nên là họ vẫn ít nhất là giữ được cái game đấu còn hope. Họ chỉ thua về late game khi mà đánh team fight thua thôi. Những cái tình huống như thế này á. Thì phụ thuộc nhiều vào khả năng đánh late của cả hai thôi. Và T1 họ đã xác định chấp nhận đánh late với đối phương thì ok thôi.
đẩy né sát thương thiêu đốt và bắn trả tìm kiếm được cú double kill. Pha này không kết thúc ván đấu được là nhìn cũng hơi ghê các bạn. Bởi vì game nó sẽ được reset ngay thời điểm này này. Bất kỳ bên nào đánh thua một phao tranh cũng sẽ thua luôn. Pha vừa rồi bên phía của Genji đánh thua một phao tranh nhưng họ không thua. Và càng đánh thì bên phía của Genji con Kirby nó càng khỏe. Mà bạn thấy chênh lệch lính đường giữa không ạ? Bây giờ Faker phải hơn so với con Syndra bên kia khoảng chừng 5-60 CS rồi á. Vì con Syndra này nó đầy lẻ không nổi. Và con Syndra này giữa game nó bị đuối đồ quá. Thời điểm này Faker hơn so với cả BD tầm một đồ lớn và ao khoảng chừng 70 CS nha các bạn. Khoảng chừng 70 CS. Ao hẳn một cái mũ phù thủy rồi. Đừng cái là con Kirby 03 nhưng mà một hồi nó farm lại thì nó cũng có được cái lượng sát thương khá là lớn để lẻ. Pha này cũng hơi đen cho bên phía Genji là cái chiêu cuối của Clit nó không ngắt được cái bấm B về của Teddy á. Pha đấy mà nếu mà ngắt được bấm B về tôi nghĩ là có thể có biến rồi á. Bên phía của Genji cố gắng macro bằng một tình huống gọi là đẩy lẻ của bộ đôi BD cũng như Rascal. Họ xác định là team fight bây giờ cũng hơi khó rồi. Họ xác định là những tình huống giao tranh bây giờ sẽ rất là khó vì con Rai nó khỏe quá. Rai và Zing nó khỏe quá. Và họ quyết định đẩy lẻ. Cũng may pha này là Faker không chết đấy nha. Pha này mà Clit giữ chân được Teddy lại tôi nghĩ là có thể có biến á. Teddy phần này có lớp giáp hồi lên từ cái huyết kiếm thì phải. Và Faker sống nên là Faker vẫn ra để câu chiêu nhưng mà Faker một hồi vẫn chết. Ôi cái lớp giáp huyết kiếm thì phải anh em ơi. Phần này Faker vẫn chết nha, phần này anh ăn cái anh Trang dẫn lối ở dạng súng thiên lý. Faker vẫn chết đấy nha, chí mạng 760 mấy đam, chết Faker rồi kìa. Phần này mà nếu như Faker không ăn cái chiêu cuối đấy của con Aphelios nhiều khi là end được các bạn. Nhìn mấy cú này đau tim thật sự. Phát này Faker có TP nhưng mà bị chết mất nên là không end được. BD mua luôn cái trang bị phá nhà này các bạn. Mua luôn dược phẩm pháp sư phá nhà rồi này. Và T1 có Baron. T1 có Baron các bạn à. Nên là không thể nào kết thúc ván đấu được. Họ back về nhanh quá. Ông nào đã còn nhá logo Genji thế kìa. Nhìn mấy cái tình huống này tôi chỉ sợ giống bị giống kiểu giống như Suning á. Đây chỉ là dòng 3 thôi các bạn, chưa phải dòng 4. Nhưng mà thực ra đội bên phía của Genji đánh teamfight rất là khó. Phải công nhận với bạn một điều là đội bên phía của teamfight đánh late game khó lắm. Pha này pha này đầu tư hình như 3 cái tốc biến à? Đầu tư 3 tốc biến các bạn ạ. Pha này đầu tư 3 cái tốc biến để có thể bắt. Mất Baron nhưng mà lấy linh hồn rồng và thời gian câu kéo như thế này là bên phía của Genji đã bổ sung thêm tương đối trang bị rồi đó. Con Zing đã bị đứng đồ rồi này. Và con Zing này không bắn dày được các bạn. Khoảng thời gian câu kéo này hình như là BDD cũng lên được cái mũ luôn. Nhìn chung thì cũng khá là căng. Giờ mới để ông Rascal ông bán giáp thiên thần ông lên gì kia. Pha này tôi không biết là Clit định backdoor hay là Clit định làm gì nữa. Tôi không biết là Clit định backdoor hay là Clit định giao tranh nữa. Bởi vì đội hình này bên phía của Genji muốn bắt con Zing này không dễ các bạn à. Một mình con Zavan với con Kirby không giết được con Zing đâu các bạn, không thể nào giết nổi á. Phải có thêm con Syndra làm sao với được vào con Zing kìa. Pha này Clit được gọi là vòng ra phía sau nhưng mà cái độ nguy hiểm nó không nhiều. Tôi thấy là pha này con Zavan có vòng ra được phía sau nhìn nó không nguy hiểm lắm á. Tôi chỉ sợ là bên phía của Genji tìm ra được một phương pháp nào họ backdoor thôi.
Bạn thấy ông Javan vòng ra phía sau combo sau đó đi về à? Đâu làm được gì, không ai chạm được với con Zing cả. Zing đã bán free rồi. Mà nhìn phát Aphelios các bạn. Các bạn nhìn cái Aphelios này. Một mình nó bắn 5 người. Một mình Aphelios này bắn 5 người, bắn sám mặt T1 luôn á. Thì như Ruler bắn vào mắt rồi các bạn ơi. Ruler bắn mắt rồi các bạn ơi. Bắn mấy hit vào mắt luôn á. Hai hit vào mắt ạ. Một mình nó nhiều đây, sát thương nó trả lại nguyên đội hình bên phía T1 luôn ạ. Nhìn nó ghê thật sự. Wow. Đúng là 200 năm. Thường là những tình huống diễn ra giao tranh như vậy là xạ thủ chết chay rồi đấy. Chết nhanh lắm luôn đó. Mà con Aphelios nó trả đam nhìn sợ vãi nồi. Đợi mình phía Genji team fight lên game không lại rồi anh em ạ. Chỉ có một cách duy nhất để có thể end game đó là backdoor thôi, nhưng mà không tìm được cơ hội nào để backdoor cả. Con Ryze đứng kế bên con Zing thì không ai chạm vào người nó được cả các bạn ạ. Con Ryze trong team fight mà đứng kế con Zing á thì bất kỳ một carry nào nhảy vào hoặc là bất kỳ một ai bên phía Genji nhảy vào là con Ryze với con Zing nó sẽ hủy diệt ngay lập tức rồi. Mà pha đấy là BDD. BDD đứng ở ngay trước mặt một con Ryze dính một CC thôi là chết luôn rồi. Còn combo combo thì game này tôi cảm giác như con Kai'Sa nó có thể sẽ hiệu quả hơn, nhưng mà thực ra con Kai'Sa tôi nghĩ là cũng khó. Bởi Kai'Sa đi đường thì nó không yếu, không mạnh. Và chắc chắn nó sẽ không làm gì con Eri được rồi cả. Sayoraka thì ít nhất là còn một chút áp lực. Nhưng mà cái combo Yasuo và Daina game này dùng không hiệu quả. Thứ nhất là họ gặp con Alista của Caria. Tôi nghĩ rằng con Alista nó value hơn là con Leona. Con Leona cùng với Ezreal là con đi đường rất là mạnh và bên phía T1 có thể thắng đường khu đường dưới. Và con Leona phần nào đó cũng khắc chế được con Rakan nữa. Nhưng mà con Leona bị dính cái combo combo này, nó không làm được gì cả. Nó cũng đứng chịu chung CC với team, nhưng con Alista thì khác nha. Nó có thể giải hiệu không chế bằng cái chiêu cuối và sau đó nó CC ngược trở lại. Và cái tình huống combo combo đầu tiên mà tôi thấy ở đường giữa nó là một tình huống combo combo khá fail. Dùng vào Alista với Olaf nữa. Mà early nếu các bạn có xem á, cái vòng rừng là Clip bị hở sườn nha. Cái game này là Clip ra đường giữa sau khi ăn xong 3 bãi trên vì biết con Ryze mất flash ở cấp độ 1. Nhưng mà không gank được con Ryze và để lộ vòng rừng. Và cái tốc độ farm rừng của con Olaf nó nhanh quá. Nên là ngay lập tức Olaf của Honor sang counter cái vòng rừng thứ hai của đối phương. Và các bạn thấy là chênh lệch lính hiện tại trong khu vực rừng nó vẫn là rất là nhiều. Và nó khiến cho Clip bị thọt về chỉ số quái vật rừng so với Olaf. Thứ nhất là Olaf rất là khỏe, thứ hai là con Daina yếu, nó làm cái combo combo bên phía của Genji bị đuối đi rất là nhiều. T1 chấp nhận bỏ con sứ giả này vì xác định là không đánh nổi. Vì con Kennen vừa dùng chiêu cuối đường trên để có thể deny lính của con Kermil. Nên là pha này không có chiêu cuối Kennen. Yasuo Daina cũng rất là khỏe. Bỏ con sứ giả này có thể để mất đi một con sứ giả và mang lại hai lớp tóc trụ cho Genji. Nhưng hướng đến một giai đoạn an toàn và không cho con Daina có mạng. Không cho con Daina này có cơ hội đi gank hay là không cho con Daina này có cơ hội có mạng nữa. Và họ thấy chênh lệch về tiền đi đường bên phía T1 hơn hẳn. Phát này thì Kana lấy được cái dịch chuyển của BD. Và mất chiến công đầu vào con Kermil này. Nhưng mà đi đường Rascal đánh cái kèo Kermil với Kennen này thua nhiều quá. Mỗi bên ăn được một dòng. Nhìn có Olaf với con Alista thì nhìn nó cục cục ấy anh em ạ. Bên kia muốn mở cũng không mở nổi. Pha combo combo đầu tiên mà bên phía của Genji làm được là có Faker trong đấy nhá. Nhưng mà thứ nhất là bị con Alista với Olaf nó bật ngược lại, thứ hai là bị kiệt sức. Con Diana này bị kiệt sức các bạn ạ. Kiệt sức con Diana sau đó thì nếu như đây là Leona tôi nghĩ rằng có thể BD sống á. Mà đây là Alista các bạn ạ. Wow. Sao có Olaf có thể outfarm khủng khiếp như thế này được? Đây là Olaf farm bằng thời gian, farm bằng đường rồi đó. Đây có Olaf farm bằng đường đơn rồi các bạn. Outfarm 50 CS ạ. Chỉ một pha gank fail ở đầu game thôi đấy các bạn. Chỉ một pha gank fail. Gank con Ryze ở level 3 và gank không nổi.
Nếu pha đấy mà Faker nằm xuống thì tôi nghĩ rằng con Diana sẽ rất là khỏe early. Nhưng Faker không chết. Còn Diana này thì nó ngục nguyên cái game này luôn. À, chất tướng Camille nó vẫn có được sát thương đẩy lẻ rất là tốt và giết được Kennen. Và đây là con Camille đẩy lẻ áp lực giết mid game rất là ổn cho bên phía của Genji. Cũng phải nhờ Bi đi dịch chuyển một cú để lấy chiến công đầu thì con Camille mới có thể trở lại như thế này. Mà chất tướng vẫn cho phép nó đẩy lẻ rất là khỏe. Chỉ là đánh combo combo thì con Camille nó không được tín lắm thôi. Combo này chỉ xem DK đánh là mát mát thôi. Genji này đánh combo để bù mắt. Con Diana gì 20 phút 0-1-0 thế này thì combo combo kiểu gì các bạn? 21 phút rồi ông ấy 0-1-0 ạ, click 0-1-0 ạ. Không số phong ấn hắc ám. Còn T1 lại còn có linh hồn rồng sớm nữa. Nhìn mấy con Olaf với Alistar này nó không ngại mấy combo combo đâu các bạn ạ. Mà combo combo này không chạm được vào Teddy nữa. Tiến trước bên phía T1 không sợ combo combo này. Tiến sau thì con Ezreal này quá khỏe. Các bạn thấy thời điểm hiện tại là Genji vẫn đang đi đường thắng ở đường dưới và họ có chỉ số lính hơn so cho Ruler là tầm 30 CS nha. Ruler vẫn đi đường rất là ghê trong xuyên suốt cái cặp BO5 này luôn. Game nào đi đường cũng thắng. Game nào cũng di chuyển trước lên sứ giả để hỗ trợ đồng đội ăn sứ giả 1. Hỗ trợ cho Chris ăn rồng nữa. Và game này Ruler hack farm các bạn thấy không? 26, 25 phút 30 giây, 305 CS. Đây là hack CS chứ gì nữa bạn. Đây thực sự là một con Saiya khủng khiếp đấy các bạn. Tiếc một điều là meta này thì Saiya không khỏe lắm. Và chiêu cuối nó hồi cũng lâu. Căn bản là chiêu cuối của con Saiya này hồi cũng lâu. Và có Ezri bên kia khi mà nó đẩy ra mid rồi nó cũng farm khỏe quá. Ezri giờ nó lắp món 3 team bang vào đây rồi. Thấy đánh không nổi rồi. Đây cái pha này là Kharia mất chiêu cuối này các bạn. Hai chiêu cuối này cùng đổi lẫn nhau nhưng mà chiêu cuối Kharia nó quay nhanh hơn rất là nhiều so với Ruler nha. Các bạn nhìn con Ezri nó cấu rỉa này. Bắn Q trúng đúp đúp E. Pha đấy nếu mà Ruler không R không 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 R á, chắc chắn là ăn đúp E con Ezri nữa, là chắc chắn là không còn máu để team fight nữa. Nhưng mà họ tham minh sai cái R của Nalista và họ mất cái R của Yasuo lẫn cả con Diana vào cái con Alista nó uổng quá. Trừ khi nào họ dùng nó trúng từ 2 cho đến, từ 3 cho đến 4 thành viên đối phương, tôi nghĩ tầm 3 người trở lên may ra mới thắng á. Mà họ dùng nó vào Alista thì nó không thực sự hiệu quả. Mặc dù Saiya Ruler farm vẫn rất là ghê, 27 phút vẫn 3 đồ. Nhưng mà đánh team fight vẫn không nổi các bạn ạ. Teddy vẫn bắn khỏe quá. Năng lượng còn lại của Teddy không nhiều và hiện tại thì Genji đang tập trung khá đông thành viên tại khu đường giữa với sẵn sàng một tình huống đẩy thẳng và combo combo. Từ đó khiến T1 bắt buộc phải buông đợt lính ra cho phía Genji đẩy. Hôm sức nhìn con Diana của Kennen chụp con Jinx nhìn mát mát thật sự đây. Đây là sự khác biệt con Leona với con Alistar này. Và pha này bên phía T1 muốn đánh. Pha này sở dĩ Teddy vòng ra phía sau như thế này á là Teddy thấy rằng đối phương đã mất hai chiêu cuối rất là quan trọng để bắt con Alistar rồi. Nên là rất là tự tin. Pha này Kana vào thì đổi được tương đối nhiều flash nhưng mà chết Teddy mất. Chỉ có điều là tiến sau bên phía của Genji cũng không đủ khỏe để mà chống lại con Rai và Faker thôi. Không thấy một pha combo combo luôn. Pha đấy nếu mà Diana với Yasuo còn R thì Teddy không nào đánh kiểu đấy được. Chỉ có điều là pha này T1 có linh hồn rồng sớm quá. Tất nhiên đánh combo combo thì linh hồn rồng nước thì nó cũng không phải là một linh hồn rồng gọi là tối ưu nhất cho phía T1. Bởi vì đối phương cầm một cái công cụ để sốc sát thương rất là tốt.
mà vì bên phía của Gen Z cái đội hình này của họ những cái người đánh combo combo yếu quá. Fan này nếu như Faker dùng cái băng trượng này mà trúng á là solo được. Tôi còn phân với các bạn là fan này solo thắng luôn á. Mà vì cái băng trượng này nó trượt nên là Kirby nó vẫn đu E được. Các bạn tưởng tượng fan này mà con Kirby nó E không được á, nó bị giữ cái băng trượng này này. Mà nó không E 2 được á là ăn Kirby rồi đi rồi. Mà nó vẫn E nó đá vào người Faker thấy không? Vì dùng cái băng trượng ẩu. Dùng cái băng trượng ẩu. Ngục cổ ngữ hồi lại rồi này. Nhưng mà ngục cổ ngữ fan này là không có CC nha, không có giữ chân nha, nó chỉ làm chậm thôi nha. Và Faker chết cú này. Mở ra một highlight cho test đi. Và pha này là mã shutdown cho con Kermiu ấy nha. Shutdown cho con Kermiu nó rất là nhiều tiền anh em ạ. Và chắc chắn là bên phía T1 con Rai hay là con Kennen không thể nào để lẻ lại con Kermiu này luôn. Pha này mới Faker mất cái đồng hồ. Back về, không phải back về mà chết, sau đó TP ra vẫn chết tiếp. Mà test đi thì bắn hết. Tầm này test đi đã là team băng rồi các bạn. Còn Ezreal là đã có một cái team băng rồi. Chỉ có điều khó hiểu là tại sao Honor với Carrier lại vào cú này thôi. Tôi không hiểu lý do tại sao lại vào cú này nữa. Pha này tính giết Glitch nhưng mà sát thương không đủ. Nếu như pha này chờ các bạn, nếu như pha này chờ Kennen đến để đánh thì bên phía Gen Z sẽ không thể nào khởi động Baron được. Không có cách nào cho bên phía Gen Z để khởi động con Baron này hết. Bởi vì Yasuo BD vừa TP xuống dưới giết Faker xong. Nếu như BD di chuyển lên thì sẽ không kịp. Mà Honor với Carrier đánh một cú. Chứ pha này mà 4 đánh 4 là không có cái cơ hội nào cho 4 đánh 4 không có cơ hội nào cho gì đâu các bạn. Khó hiểu quá ha. Sao không chờ Teddy đi hay là chờ Kana xuống? Pha này bên phía của Gen Z mất hết flash rồi nha. Tình huống giao tranh trước đấy là mất hết flash rồi ạ. Sau pha này về là có thêm cái thương phục hận luôn này các bạn, giàu thật sự. Pha này tổng cộng là quát ra đấy nha. Nếu tính cả cái mạng Blitz ăn được trước đấy là quát ra luôn đó. Ui, những cái Ezreal này ghê quá, linh hồn dòng nước cầm tim. Ui, pha này nữa. Ui, vãi nồi. Ui, ảo thật sự ạ. Ui. Ui, con Ezreal đánh kỳ à. Lại đánh combo combo gì nữa các bạn. Pha này thì bên phía của T1 xử lý giao tranh cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà bên phía của Genji xử lý cũng hay nha. Pha này là Rascal nhốt được con Kennen lại nha. Các bạn tưởng tượng pha này mà con Kennen nó flash xuống được là chắc chắn là thảm họa. Pha này mà con Kennen nó flash xuống được để có thể tấn công cùng nhịp với Carrier là thảm họa đấy các bạn. Con Kennen đang lựa góc rồi này, con Kennen đang lựa góc này. Thời điểm mà Carrier flash sang mà chụp được ba ông ở đây mà con Kennen flash xuống R vào là chắc chắn là tan vỡ. Nhưng mà bên phía Gen Z xử lý hay là Rascal nhốt được con Kennen ở ngay đây. Đây là Rascal tỉnh thế. Đây, cái nhịp này là con Kennen tính, con Kennen đến đây là tính flash vào nhưng mà bị Rascal nhốt ở đây. Không biết chiếc cuối ông Kana cũng dùng nữa. Trời ơi, đất hỡi ở đây quá. Bên kia Honor dí giết không nổi ruler xong rồi chết. Nhưng mà test đi bắn hết từ đầu đến cuối. Piu. Phải là cái FG 4 đồ rồi các bạn. Bắn đau lắm rồi. Saya nó chưa có vô cực kiếm á. Saya ruler pha này cần vô cực kiếm may ra bắn mới ngon. Thiếu mất một ít tiền nữa. Còn Teddy pha này đã thương phục hận sau pha Baron Ezreal là khỏe quá. Linh hồn dòng nước nữa. Đánh T-Fight dài hơn Ezreal là thần. Sau pha này là Faker lắp thêm cái mũ phù thủy vẫn thấy khó đánh hẳn luôn ạ. Xong con rồng ngàn tuổi thì Baron. Xong Baron thì end game các bạn.
dịch chuyển được dùng đến từ Kana cũng như Faker đang rất sẵn sàng. T1 hơn dịch chuyển. Vẫn có quá nhiều dịch chuyển trong pha này. Kana Faker đã dịch chuyển trở lại, đó sẽ là tình huống 3v2. Tốc độ ăn là quá nhanh, cả hai bên đều không còn trừng phạt. Olaf của Honor là người ra trước và dòng ngàn tuổi thuộc về Teddy và T1. Đây sẽ là dòng ngàn tuổi cộng 3 rừng dành cho T1 mà thôi. Và linh hồn dòng nước nữa, quá nhiều bộ lợi mạnh ở phía của T1 ở ván thứ tư này. Nhìn cái combo combo bên phía của Genji nhìn nó không có tí áp lực nào ấy anh em. Ván đấu mà chênh lệch về tiền thực ra không phải là quá lớn. Faker đã có vũ của Thủy. Còn mỗi lần giao tranh về nhà thì Teddy sách ra một đồ lớn. Trước đó tại Baron thì anh ta đã có một cú quát ra kim không chính thức và sách ra thẳng với tường phòng hận tại khu vực hang rồng. Rasko đã có thiếu xử lý rất hay khi anh ta nhốt được con Kennen của Kana. Mà Ruler đánh hay lắm rồi hả các bạn? Ruler đánh hay lắm rồi. Tôi nói thật. Cặp BO5 này Ruler đánh cực kỳ hay luôn á. Ruler lúc nào farm cũng ghê mà đồ lúc nào theo thời gian cũng rất là khủng khiếp nha, không giống vòng bảng nhá. Vòng bảng bên phía của Genji đánh á là Ruler nhiều game còn bị thọt kìa. Pha này tôi cũng không hiểu Genji tính làm gì luôn. Đối phương cầm rồng ngàn tuổi, đối phương cầm Ezreal. Bayray kiểu này không ổn. Bây giờ bất kỳ ai bước lên thôi các bạn, con Rai nó ngục cổ ngữ lại là chết. Con Rai nó ngục cổ ngữ lại là chết ngay lập tức. Còn pha này là Teddy lấy nửa cây máu Ruler luôn rồi. Trời ơi. Pha cuối ông Clit ông lại còn làm pha combo combo mù mắt thế, trời ơi. Ông Clit ông chụp con Olaf với con... Ông Clit ông ấy mở và hai con Alistar với con Olaf các bạn ạ. Ông ấy mở pha trang mờ mà nhìn BDD còn không xài chiêu cuối luôn mà. BDD còn không thèm xài cái chăn chối và cái pha mở này luôn á. Nói chung đây là một T1 đánh late. Và cá nhân tôi cảm giác như là T1 đánh late thì có sự nguy hiểm của họ. Bởi vì họ macro giữa game rất là khủng. Tôi cảm giác như họ giữ được cái đầu lạnh, họ rất là tỉnh trong mấy tình huống di chuyển giữa game. Và khả năng đánh teamfight khi mà đội hình bên phía T1 lắp Teddy vào thì nó rất là ok. Cá nhân tôi cảm giác là như vậy. Kana, Faker, Teddy đánh thêm Carrier nữa, đánh teamfight rất là ok. Honor thì game này thì Honor out jungle đầu game tốt quá nên là hạn chế được sức mạnh bên phía Genji khá là nhiều. Còn việc đánh cái chiến thuật này bên phía DK á. Việc đánh cái chiến thuật này bên phía DK thì tôi sợ là họ sẽ gặp một chút khó khăn. Bởi vì dù sao thì cái early bên phía T1 chơi qua em đều như vậy cũng là nhờ một phần do Genji đánh cái đội hình không mạnh early lắm. Cả mấy game đó các bạn thấy rồi đấy. Khi mà T1 pick một đội hình late game á, thì Genji cũng pick một đội hình thực ra cũng không phải là quá mạnh về early. Đội hình bên phía của Genji pick những cái đội hình như thế này thì họ không thắng đường được bên phía T1 một cách triệt để. Chỉ có đường dưới bên phía của Genji hôm nay đánh hay là thắng thôi. Còn cùng với một cái đội hình thì tôi nghĩ là bên phía của DK có thể sẽ không thắng được bên phía của T1 nếu pick những cái đội hình như thế này. Họ sẽ có những cái đối sách riêng. Chỉ là cái cánh chê bên phía của Genji tôi nghĩ là sẽ không mạnh bằng cánh chê bên phía của DK. Nếu như T1 tiếp tục đánh những chiến thuật với cái đội hình như thế này, tôi sợ là họ sẽ bị hủy diệt cánh trên bởi bên phía của DK. Tôi đang e ngại một chút về khả năng đi đường. Vì khả năng đi đường cánh trên bên phía của DK rõ ràng các bạn biết là họ có Khan, họ có Cannon và họ có Showmaker. Những người đi cánh trên rất là mạnh. Và chắc chắn là cái áp lực đánh cánh trên của họ sẽ rất là lớn cho bên phía của T1 ở những cái game mà họ sở hữu được các cái cánh trên đủ mạnh. Và họ chắc chắn sẽ tổ chức được những pha tấn công sớm, lấy lợi thế sớm. Ví dụ như cái combo Yasuo Dyna họ đánh thì con Dyna của Cannon cực kỳ nguy hiểm ở landing và họ chắc chắn sẽ tìm được những tình huống gank. Đặc biệt là Cannon hay núp ở mấy cái bụi cỏ đứng trên và tấn công mấy pha bất ngờ và lấy lợi thế cho Khan nữa. Và từ những pha tấn công như vậy thì họ có thể có được sứ giả, họ có thể có được lợi thế sớm ăn trụ một toàn bản đồ bằng sứ giả và nuôi được Dyna rất là xanh và họ sẽ đánh combo combo nguy hiểm rất là nhiều. Thì tôi đang thấy là nó sẽ có thể là gặp một chút nguy hiểm nếu như mà đánh chiến thuật như thế này khi giờ cùng với DK. Tức là ý tôi là đánh late game thì cũng ổn thôi, T1 đánh late game mạnh thật. Nhưng mà cái early nó sẽ không được êm đềm như thế này. Cái early mà đánh bên phía DK á, nó sẽ không chơi qua một cách như trong mơ so với bên phía Genji đâu các bạn. Genji là một cái early đánh rất là bình tĩnh, đánh rất là chậm và đánh không mất lợi thế. Nhưng mà đánh với DK thì có thể bị họ khai thác đấy các bạn. Giờ thì chuẩn bị sẵn tâm lý đánh chung kết cho nó rực rỡ thôi.
Tôi thì tôi thích cái cách đánh tấn công mạnh mẽ hơn của FT1. Tôi thích cái cách đánh gọi là win land win game hơn là đánh late game. Đánh late game thì thứ nhất là nó khá là đau team, thứ hai nữa là đánh như vậy thì nó cũng nó hơi bị hôm sau đánh Danny trả ơn à. Không, nhưng mà có vé đi cho cái thế giới rồi các bạn, chắc 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 chắn 100% là có vé đi cho cái thế giới rồi. Nhắc lại cho các bạn về cái cách đánh vòng loại khu vực của phía T1 là hiện tại nếu T1 vô địch họ đi sót 1 không nói, và DK sẽ đi sót 2. Còn nếu DK vô địch thì Gen Z sẽ đi sót 2, bởi vì mùa xuân họ có điểm dự đấu rất là cao so với T1. Mùa xuân thì bên phía của Gen Z có một cái số lượng điểm du đấu lên tới 70 điểm so với 30 ở C1. Và cái chênh lệch tới 40 điểm du đấu này là một chênh lệch quá lớn. Chênh lệch mùa hè so với hạng 3 và hạng 2 nó chỉ có 20 điểm thôi các bạn. Chênh lệch mùa xuân giữa hạng 2 và hạng 4 nó lên tới 40 điểm. Và kể cả là T1 Á quân hay chăng nữa thì họ cũng không thể nào đủ điểm du đấu để cạnh tranh với Gen Z được. Và chắc chắn Gen Z sẽ đi vé 2 trong trường hợp T1 Á quân. Lúc đấy thì T1 sẽ rớt xuống cái nhánh vòng loại khu vực ở đây. T1 sẽ đứng sẵn ở đây, chờ Han qua lại đánh Vision Box ai thắng và gặp Nông Sim, chờ cái đội thắng ở cặp này đánh với Nông Sim xong ai thắng gặp T1 ở đây, gặp T1 ở đây, ai thắng trong cặp trận final này đi vé 3, ai thua đi vòng đi vé 4 đánh vòng play-in, tức là đánh vòng khởi động với các đội tuyển đến từ quay cả. Và T1 đã chắc chắn có một vé ở đây rồi, chỉ có điều là nếu như mà tự quyết được số phận bằng cách đi vé 1, né được các seed bổ tại các khu vực LEC, LPL, NA các thứ thì sẽ rất là tốt. Thì chờ xem trận chung kết diễn ra như thế nào nha các bạn. Và trận chung kết sẽ diễn ra vào thứ bảy nhá. Thứ bảy sẽ đánh trận chung kết giữa DK và T1 ngày 28 tháng 8. Còn playoff của LPL sẽ diễn ra vào các ngày sau. Playoff của LPL tuần này cũng khá là căng thẳng. Chúng ta sẽ có playoff diễn ra từ ngày 26 tháng 8 đến 27 tháng 8 và 29 tháng 8. 26, 27 và 29 né ngày 28 của chung kết LCK. Ok cho các bạn. Né trận chung kết của LCK ra, hôm đấy coi như không có gì để làm đâu các bạn. Hôm đấy thì tôi cũng không có gì để làm luôn. Rồi trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 9. Mùng 2 tháng 9 thì nó sang tuần sau nữa luôn rồi. Và mùng 2 tháng 9 mới đánh trận chung kết của LPL, nên là
Nên là vòng loại khu vực họ cũng bắt đầu rất là trễ.